Vâng, em chào tất cả bác. Sáng nay thì em lại tiếp tục về thêm được một kiện hàng nhé. Và bây giờ em sẽ tiến hành khui thùng để cho tất cả bác cùng xem được em về những thứ gì nhé. Đây, thì em vừa lấy con dao này em rạch rạch ra rồi nhé. Đây, đó. Đây là một thùng hàng từ Nhật về nhá bác. Đây, đây là những con lọc nguồn nhé. Em về được những con lọc nguồn. Xem về những con lọc nguồn gì. Những con lọc nguồn của hãng Nettokin, dòng lọc 30A nhé. Made in Japan, dòng lọc của Nhật, rất là đẹp nha các bác. Đây, rất là đẹp. Số lượng em về cũng khá là nhiều đấy. Lâu lắm thì bên em về được cái dòng này. Còn rất lâu đã không có hàng nha bác. Nó lần này thì em cập bến được một lô, chắc cũng tầm khoảng là 20 con, 20 con nhá. Đây rất là đẹp. Đó, con nào cũng vậy, mới keng. Rất là đẹp. Đây là dòng lọc một pha nha bác, một pha. Đó thì mình đấu cho dàn của mình. Có một con là FDK, cũng là của Japan. FDK nó cùng giá với con Nettokin luôn nha các bác. Cùng giá luôn. Đây, rất là nhiều. Con Tokin này. Rất đẹp nha bác. Rồi, ở dưới nó có thêm. Ở dưới là những con crown nhá, con crown của Mỹ này. Đó, Made in Mexico 36A nha các bác, 36A. Rồi, thì xíu nữa bên em sẽ có video chi tiết để cho tất cả bác cùng tham khảo cũng như là báo giá nhá. Và bây giờ em sẽ tiến hành bóc hộp ra hết luôn. Rồi chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.